Ok, chào mọi người. Mấy hôm rồi không có cái video nào cả. Hôm nay cho mọi người cùng ăn với số đồng bữa ăn. Quay một cái bữa ăn buổi chiều ngày hôm nay. Nào, siro đây. Ui trời, siro bị hâm. Siro đá bay cái máy ảnh rồi đấy. Nào, ra là này, không, không phải vào chùa, hôm nay không đi ngoài. Bây giờ là cho siro vào trong chuồng. Đây. Cơm, bò, xay. Đảo hết chimi rồi. Đây là phần của con lumi này. Mấy ngày này nó đổi thời tiết ấy, thì trời nó nóng mà rất nhiều con chó nó giảm ăn. Thành ra là ai mà thấy chó nó giảm ăn thì đấy là cũng là một cái việc bình thường thôi. Ở trong cái thời tiết đầu mùa này, mọi người không cần phải quá sốt ruột, con chó nó nhanh nhẹn, nó vui vẻ các thứ là được, chứ cũng không phải cứ là nó phải ăn khỏe như bình thường. Ở cái thời tiết đầu mùa này nó rất là nóng, tức là nhiệt độ thì nó không cao, nhưng mà cái cảm giác của chúng ta cảm thấy nó rất là nóng thì bọn chó nó cũng như vậy, nó ảnh hưởng chưa kịp thích nghi. Chó khả năng thích nghi của nó còn kém hơn người chúng ta nhiều. Chúng ta cảm thấy nó khó chịu, nó oi bức ở đầu mùa này thì chúng nó còn cảm thấy nó còn khó chịu hơn chúng ta. Và nhiều con thì nó mệt mỏi, nó có thể bỏ ăn, nó kém ăn. Có rất là nhiều anh em nhắn tin hỏi là mấy hôm nay là chó nó kém ăn rồi này kia, cái việc ấy là cái việc bình thường ở cái giai đoạn giao mùa như thế này. Thì mọi người làm sao để cho nó có một cái chỗ ở nó mát mẻ để nó giảm cái ảnh hưởng của thời tiết. Mila ra đây xem nào. Đây hết rồi. Siro đây này. Siro ra xem thử xem Mila đây. Siro. Mi đâu rồi? Mi qua đâu? Mi. Mi ơi. Ra đây. À thôi được, Mi ăn ở đây đi. Dùn cho Mi nhá. Ok, Mi ăn đi. Đó, Mi mà không ăn là cho chúng nó nhá. Mi qua đâu? Mi không ăn cho ba đứa này, để chia cho ba đứa này, cho mình hiểu là mình phải còn dỗi này. Đây siro đấy, cho siro thêm một tí này, cho Messi thêm một tí này, Messi ăn thêm không, cho Pila thêm một tí này. Còn lại Yumi bây giờ chỉ còn thứ này. Yumi qua đâu này, ăn đi. Ở Yumi đấy, nếu Yumi tiếp tục không ăn thì sẽ cho ba đứa cho nó ăn. Mi ăn đi. Mi mà không ăn là anh cho nó ăn đấy. Là hết luôn đấy. Đây, Mi đây. Đó. Cái về cái việc ăn uống ấy là phải giữ nguyên tắc. Phải giữ nguyên tắc và cái việc ăn uống, nếu mà có một con ngoan, có một là cái con chó nó ngoan, hai là cái con chó nó ăn nó ngon miệng, thì thực ra mà nói cái việc mà con chó nó giảm ăn, nó kém ăn ấy thì nó có thể là do ảnh hưởng thời tiết này, nó cũng có thể là do cái cơ thể con chó nó đang đủ rồi, nó không cần ăn nhiều nữa. Khi mà chúng ta cho nó ăn nhiều, thế cho nên là cái việc mà chúng ta giữ nguyên tắc ăn mà khi con chó nó ăn kém ấy, khi mà con chó nó đang ăn khỏe mà nó ăn kém đi thì chúng ta lại giảm cái lượng ăn của nó đi, chứ chúng ta không có tăng. Chúng ta không phải là nó ăn kém thì chúng ta cố gắng để mà cho làm sao để cho nó ăn khỏe lên, không. Nếu nó ăn kém chúng ta lại phải giảm cái lượng ăn của cho nó đi, giảm cái khẩu phần để làm gì, để cái cơ
thể nó sẽ cập nhật với cái đấy. Một là nếu mà con chó mà nó theo kiểu là nó ăn theo kiểu e à, nó nũng nịu nhá, thì nó sẽ biết được là nếu mà nó ăn kém thì nó sẽ được ăn ít đi. Hai là nếu mà cơ thể của nó thừa thì chúng ta làm giảm cái khẩu phần ăn của nó đi, khi mà nó ăn kém thì nó làm cho cái cơ thể nó hiểu là thiếu rồi đấy, theo kiểu như vậy. Bởi vì nó ăn bị thiếu mà, thì nó sẽ giúp cho con chó nó ăn khỏe hơn, nó ăn ngon miệng. Đi ăn một thừa sẽ cho hai con kia này. Và mọi người không sợ, không phải lo về cái việc là cái con chó của chúng ta nó giảm ăn 2 ngày 3 ngày liền, cái đấy không đáng lo. Bởi vì cái con chó trưởng thành ấy mà nó giảm ăn 2, 3, 4, 5 ngày liền, nó không ảnh hưởng gì đến cái thể trạng của nó cả. Nó ăn kém, nếu mà nó có bỏ ăn mà nó vẫn vui vẻ thì chúng ta cũng lưu ý thôi, chứ cũng không có gì đáng lo ở những đợt thay đổi thời tiết như thế này. Nhưng mà nếu mà trong cái trường hợp đấy là cái bỏ ăn mà nó cũng vui vẻ nhá, chứ còn nếu mà nó bỏ ăn đấy mà nó bần thần, nó buồn bực thì câu chuyện nó khác hoàn toàn nhá. Lúc đấy là phải kiểm tra. Siro có thích vào video không? Đây nè, hôm nay cho ăn sớm được một tí, mà ở cái thời tiết mùa này là trời sáng này, nhìn hình ảnh mọi thứ nhìn trông sáng sủa hẳn. Siro đang thay lông. Messi ra đây, ngồi xuống, quay mặt về đằng kia, quay mặt về đằng kia rồi mà còn đây. Máy quay để đằng kia mà chồng mông vào ngồi thế à? Ngồi dậy, ngồi không nằm. Nằm gì? Nằm không xoay tay anh ở trên này cơ. Đây mà, đây Messi, đây ngồi đây. Nhọc nhẹo lắm. Kila thì lúc nào cũng đây, lúc nào cũng là con vét son cái đĩa. Thực ra ấy, đây yên để ngồi xích lên, hai đứa ngồi xích lên nhìn cho nó rõ này. Thực ra nhìn như Kila là sẽ dễ nhìn thấy nhất, là Kila lúc nào cũng vét đĩa, dù là Kila rất là béo, Kila là đang béo. Nhưng chính vì khi mà nó đang bị béo thì mình lại phải điều tiết cái lượng ăn của Kila cho nó giảm đi một chút so với bình thường và cho nó ăn. Thì khi mà cái điều tiết cái lượng ăn nó giảm đi như vậy thì nó lại càng kích thích con chó, nó lại càng thèm ăn. Và đấy mọi người có thể nhìn đấy, những người nó như một cái lu, nhưng mà nó vẫn là cảm giác là nó ăn nó thèm thiếu, tức là nó ăn rất khỏe. Nếu mà cho nó ăn xả láng ấy thì có thể nói là 3 phần ăn của cả 3 con cộng vào cho một mình Kila ăn chắc chắn là hết, sẽ không thừa tí nào. Tức là nó có thể ăn, cái sức ăn của nó có thể ăn gấp 3 lần thậm chí là 4 lần cái lượng ăn mà chúng ta cho nó ăn, khi mà cái con chó nó ăn cảm giác ngon miệng. Thực ra thì cái lượng ăn ấy nó cũng còn tùy, lượng ăn nhiều hay ít nó còn tùy vào cái việc là chúng ta cho chó nó ăn cái gì. Cho nó ăn đủ chất, cho nó ăn những cái thứ mà nó có chất thì cái lượng ăn chúng ta sẽ cho nó ăn ít. Còn nếu mà chúng ta mà cho nó ăn ít chất, tức là ít thịt, thì chúng ta sẽ phải cho nó ăn nhiều. Tức là cái quan trọng là cái năng lượng đưa vào. Và với các cái giống chó Tây nói chung và giống rốt này nói riêng ấy, thì mình vẫn nhắc lại là không nên cho nó ăn quá nhiều cái tinh bột, tức là cho ăn quá nhiều cơ ở trong khẩu phần. Không nên nhé, chứ không phải là không ăn được. Bởi vì là cái cơ thể của con chó, cái thích nghi của nó là nó thích nghi với này ăn
thích nghi với lại ăn tỷ lệ thịt tương đối. Mọi người có thể xem để ý, nếu mà mọi người cho nó ăn hạt, mọi người sẽ để ý ở trong các cái loại hạt người ta sản xuất cho chó thì thịt gà, nếu mà người ta làm thịt gà thì thịt gà nó thường nó chiếm khoảng tầm 30-40% cộng với lại nhiều loại khác đấy. Thì nếu mà người ta làm từ gà, còn người ta có thể sử dụng rất nhiều thứ khác để người ta thay cái lượng đạm, nhưng mà đấy như chúng ta mà cho ăn bình thường thì thường là chúng ta cho ăn gà công nghiệp, gà công nghiệp hoặc là thịt bò đông lạnh mà nó cận đát rồi ấy, thì người ta bán nó rẻ thì chúng ta có thể mua về cho chó ăn cận đát rồi, hoặc là thịt bảo quản chiến tranh gì đấy. Thôi Messi ơi, Messi bị hâm hả? Sao Messi cứ làm phiền chị Yumi vậy? Messi thì đang xa lơ và Messi cứ gạ chị Yumi XYZ, mà trong khi là cái lịch lên giấm của Messi là đến lịch rồi, đến lịch lấy giấm rồi, sáng ngày mai sẽ cho Messi lấy giấm, sáng ngày mai sẽ cho Messi lấy giấm là xong. Nghĩa ra là hôm nay cho lấy giống này, nhưng hôm nay bỏ qua nó nóng quá, để sáng ngày mai cho lấy giống sớm. Đợt này thì đợt này hai cặp là sẽ cho con Dina ghép với lại con Marvin, là con Melsi ghép con Loki, hy vọng là sẽ có cho con. Cho con của cả hai đàn này, nếu mà nó thuận lợi ấy, mà có cho con thì cho con của cả hai đàn này chạy sẽ có giữ lại chó để làm giống, làm chuông giống, sẽ giữ lại cái họ được nha, để gây giống. Ok hả? Chào Bù Lão Phi La nhá, chào Siro nhá. Rồi anh chỉ có hai cái tay thôi, làm sao ba đứa nằm làm sao để anh ôm được cả ba đứa nào? Nào nằm xích làm sao để ôm được cả ba đứa? Ok Siro, ok được rồi. Úi giời, ok nào Siro, làm sao để cuộn Siro, phải rút vào nách anh thì anh mới ôm được. Rút vào nách đâu, nách đâu, rút vào nách mà, nách đâu. Úi giời, đấy hai tay ba em, em nào cũng thích phải động chạm với người em nó tí đấy, không động chạm không được, yêu cầu là phải động chạm với em. Làm sao mà hai tay nào qua hai tay là phải chạm vào hai đứa, còn một tay chạm vào một đứa đấy, như thế này đây để cho mọi người nhìn. Messi chuồn nào, Messi à, sao Messi để chuồn? Nào không nô, không 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 ồn nào, không ồn nào, để anh nói chuyện tí. Và nào và trong mấy hôm nữa thì để xong lấy giống xong đi, rồi thời gian nó dày vậy một chút thì mình sẽ làm một loạt cái video hướng dẫn, cái dùng cái video hướng dẫn ngắn gọn tóm tắt để cho mọi người có thể nắm được ở tất cả các lứa tuổi con chó, có thể là cũng có thể là có những cái đặc biệt, nhưng mình sẽ làm một loạt cái video hướng dẫn về các cái bổ sung canxi chibi, semu, rồi liver detox, giải độc gan, hay là tăng tinh cho chó đực. Mình sẽ hướng dẫn làm các video từ cái tăng tinh cho chó đực thì nó hơi đặc biệt. Có lẽ là không cần, nhưng mà những cái mà tất cả mọi người đều cần thì canxi chibi, canxi chibi rồi semu là rất là nhiều người cần, thì mình sẽ làm cái video hướng dẫn mà sẽ chung cho tất cả các lứa tuổi chó ở trong một cái video để cho mọi người có thể xem. Bởi vì nhiều người nhắn tin hỏi quá, mình thì mình cũng post nhiều cái video rồi đấy, nhưng mà ở trên cái tinh thần là vừa nói chuyện với mọi người vừa hướng dẫn, thành ra là nó cũng hơi bị câu chuyện nó không có được ngắn gọn. Nào Messi ơi, đó
không làm phiền chị nữa. Melcy lên sóng thì là việc của Melcy. Chị Yumi xong rồi, chị Yumi lên sóng như chị Yumi xong rồi. Bây giờ chị Yumi không quan tâm đến cái vấn đề ấy nữa, nên là Melcy không ra làm phiền chị nữa, nghe chưa? Không chị cáo. Đấy. Rất là sorry mọi người vì những cái mà nó bị gián đoạn. Đấy là khi mà quay trực tiếp thì nó như thế. Thực sự mà nói là cũng rất là muốn quay các cái video để chia sẻ với mọi người, nhưng mà đây nó là một cuộc sống thực và nó có rất nhiều các cái công việc khác nhau. Quay video cho mọi người để mà post lên YouTube để mọi người cùng xem, nó đều là những cái video thực tế và trực tiếp. Chứ mình thực sự mà nói là lâu lắm rồi mình không có cái thời gian để mà mình ngồi mình chỉnh sửa, mình cắt video đâu, không có, nó mất thời gian lắm. Cho nên là thường là các video là nghĩa là quay này chỉ có quay một lần là ok là xong luôn, là thành một cái video là post lên là mọi người xem đấy. Như là cái video ngày hôm nay cho chúng ta ăn thì cũng là như thế, nó có một cái tiếng động ở giữa khi mà mình vỗ tay thì có thể mọi người giật mình. thì đấy là mọi người, cái đấy là hết sức thông cảm. Thì mình sẽ làm một cái video, mình sẽ ngồi, mình sẽ làm một loạt các cái video hướng dẫn dùng canxi chibi semiu để mọi người mà có quan tâm đến cái đấy thì mọi người vào mọi người xem video, không phải hỏi nữa. Chứ rất là nhiều người là post video lên rồi nhưng bởi vì là video là có cái video canxi thì cũng nói nó cũng không được rõ lắm, thì mình sẽ làm lại. Và cái ánh sáng, cái âm thanh nó cũng không đủ bởi vì mình quay hơi xa. Quay hơi xa thì nhiều khi cái tiếng mình nói nó hơi nhỏ. Thì mình sẽ quay lại một mấy cái video hướng dẫn đấy để cho mọi người tham khảo. Còn về cái chế độ ăn đấy thì rồi mình cũng sẽ làm về cái chế độ ăn để cho mọi người, làm một loạt khoảng 5-7-10 cái video gì đấy để hướng dẫn về những cái mà cơ bản nhất để mọi người nuôi chó, mọi người có thể tham khảo để chăm con chó của mình cho nó tốt. Con chó nó khỏe, nó vui vẻ, lông nó bóng. Còn rất nhiều thứ mà muốn chia sẻ với mọi người, như là cái cách chăm sóc bình thường, cách tiếp xúc với con chó này kia. Thực sự những cái đấy là nó rất là dài tập. Thì rồi từ từ mình sẽ nói, trước tiên mình sẽ hướng dẫn làm một loạt các cái hướng dẫn về gọi là các cái chia sẻ thôi. Chứ vậy hướng dẫn thì cũng chẳng dám hướng dẫn, bởi vì là đấy mỗi người một cái ý kiến, chứ cũng không có cái gì. Cái việc nuôi chó nó là việc cá nhân, mỗi một cái người có một cái sự trải nghiệm dựa trên những cái kiến thức mà chúng ta biết. Chứ dạy thì cũng chẳng dám dạy ai cả, mà nó là chia sẻ cái cách chăm sóc cái con chó của mình, của trại nhà mình, thực tế mình chăm sóc để mọi người tham khảo những cái thứ về bổ sung, về ăn uống hay là về dạy dỗ để mọi người có thể tham khảo. Ok. Mới đầu tư cái điện thoại mới để quay video cho nó rõ nét. Mọi người xem và chịu khó comment nhé để tăng tương tác cho nhiều người xem được. Siro ra đây, bây giờ là lúc cần siro ra. Ok. Merci. Có khi là nó gặp đồ chơi thì ra mài răng rồi. Ok, nào, ra đây, siro. Ok, xích lên. Nào, Messi không? Messi ngồi dậy cơ, ngồi dậy như siro này, xinh gái này. Messi ngồi dậy. Messi ngồi dậy, chả mấy hôm được không ánh sáng đủ chụp ảnh đẹp dài này. Nào, ngồi dậy. Ok. Đây. Ok, xin chào tất cả mọi người nhé. Để làm mấy kiểu ảnh post cả Facebook đã.